sau khi mình đấu đèn với bộ điều khiển á, khi mình bấm cổng á, thì đèn sẽ nhấp nháy nhấp nháy, cảm giác rất là thích đúng không các bạn? Tới cửa cổng này á, mình bán cho giá đại lý á, chỉ có hơn 20 triệu à. Các đại lý vui lòng gọi cho mình á, 0966 21 23 23 để mua hàng ha. Bên mình cũng làm thêm nhiều clip hướng dẫn á, để khi lắp đặt á, các bạn dễ dàng lắp đặt. Thì bộ motor này á, nó gồm có 5 kiện, hai cái hộp đế và hai hộp chứa motor và một hộp điều khiển. Với mấy bạn mà không có quen lắp cái này á, thì bên mình á, sẽ lắp motor sẵn vô hộp sẵn luôn, rồi mình đấu điện rồi đấu đồ sẵn cho các bạn, rồi lập trình cơ bản sẵn cho các bạn, thì các bạn về các bạn lắp rất là dễ. Ở đây mình có hai cái khóa dành cho hai cái motor. Thì ở đây lúc cúp điện á, thì mình sẽ dùng cái khóa này nè, mình mở chuyển qua chế độ mở tay. Cúp điện mình đút cái khóa vô mình quay thì mình sẽ mở được bình thường. Rồi đây là cái cối của motor. Khi mà các bạn lắp á, thì các bạn nhớ tha mấy bò xung quanh cái cối. Rồi ập cái cối vô trong cái cốt của đế, thả viên bi vô. Đây là cái tai nè, cái tai này á mình sẽ hàn dính vô trong cái cánh cửa cổng. Đó, đó, xong rồi cái cánh cửa cổng sẽ quay 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 giống vậy nè, là cái cánh cửa cổng sẽ nằm trên cái tai này. Cái ổ khóa sẽ bắt quay phía dưới cái tai. Đó, lúc mà bình thường cái ổ khóa nó sẽ đút vô trong cái lỗ này nè để cho cái cửa di chuyển. Lúc cúp điện mình sẽ mở nó ra, nó sẽ rút cái khóa ra. Bên mình luôn có nhiều cái clip để hướng dẫn á, cho nên á các bạn cứ yên tâm. Rồi đây là hai cái motor cửa cổng âm sàng của hãng Lai, hàng nhập khẩu từ Italia. Thì một cái motor này á, nó nặng lên tới có 14 kg, hai motor là nặng tới 28 kg. Cái motor này á, được đúc bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối IP67 là chống ngập nước á, ngập nước được cả tháng cũng không sao. Bên trong là cái hộp số rất là lớn. Với những cái motor cửa cổng khác á, thì thường nó nặng khoảng từ 8 kg cho tới 10 kg rưỡi, 11 kg thôi. Chỉ có riêng thằng Lai này á, là nặng lên tới 14 kg. Mà nó nặng cho tới 14 kg là nó sẽ tải được cho cái cổng nặng lên tới 700 kg một cánh, hai cánh là 1,4 tấn. Vậy là bộ này là tải cho cổng nặng lên tới 1,4 tấn lận. Thì đây lúc mà mình lắp á, thì mình sẽ cho hai cái đế motor nó quay giống vô nhau giống vậy nè. Ở motor chiều này. Rồi còn cái motor á, mình sẽ xoay cái đuôi dây điện á thế nào á, thì mình sẽ cái cổng mở hướng nào thì mình sẽ quay cái đuôi dây điện theo hướng đó. Cái đuôi dây điện là giống như cái đít motor vậy đó. Cổng mở hướng nào sẽ quay đuôi dây điện vô hướng đó. Siết ốc, lưu ý là khi siết ốc motor thì thiết siết cho thật là chặt, dùng cái điếu siết cho thật là cứng để cho motor nó cố định thì nó hoạt động nó mới trơn tru được. Hôm nay mình sẽ làm cái clip tới đây thôi, rồi bữa sau mình sẽ làm clip hướng dẫn lắp đặt ở công trình thực tế. Rồi các bạn nhớ đón xem để xem được những clip tiếp theo của mình. Cách đấu bộ đóng mở Cái cửa bằng điện này thoại, cách á, là đấu bên mình đèn, chẳng hành cách trình đấu cửa khóa mở lại điện. hả? Thì cách chôn hộp sao cho đúng, rồi cách lắp dựng cổng sao cho đúng. Thì các bạn lưu ý ha, nhớ đăng ký. Ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký giùm mình. Rồi có cái clip tiếp theo thì các bạn sẽ được tìm thấy nó dễ dàng hơn. Rồi các bạn nào mà muốn đặt hàng thì cứ liên hệ cái số điện thoại của mình ha, 0966 21 23 23. Mình tên Phong, bên công ty Thanh Phong. Các bạn lên mạng search công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Phong hai cái khoen này Outdoor. á, mình sẽ gài Thì nó công lại ty mình á, là rồi chuyên sẽ phân gài cho phối mình lại các loại cho nó motor cố cửa định đó. cổng, Còn này mình lắp mẫu mà cửa cho kính các tự bạn xem động, không có gài lại motor cửa cổng tay đòn, motor lùa, motor âm sàng, hàng Italia, hàng Đức đầy đủ.
clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình bộ điều khiển motor cổng này. Rồi cảm ơn, chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.